Hello, xin mến chào anh em nhé, mến chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình lại nhận được cái nguồn xe đạp điện. Con này nó nguồn 48V và dòng của nó 20A. Thì nó bị nổ. Đây, mọi người xem này. Nổ đi chắc là đi hút này cũng chập này. Điều này rồi con trở 3,3 ôm này cũng nổ luôn này. Và một số con trở khác nhá. Cũng nổ. Nói chung là nó nổ tương đối nhiều. Thì mình sửa cho khách thì mình phải nắm bắt được cái nguyên lý hoạt động. Tức là nói đơn giản là cái sơ đồ mạch điện của cái con UTC 3842 này. Mình biết từng chân của nó làm là nhiệm vụ gì. Rồi chân nó, rồi những cái con trở này nó bao nhiêu trị số, nó là bao nhiêu ôm, bao nhiêu ca. Mình sửa điện tử thì ngày xưa thôi, còn bây giờ mình cũng làm ít thì gặp thì mình, bởi vì nó có nghề sẵn rồi thì làm cho anh em. Thế nhưng cái con trở Trung Quốc này các bạn thấy không, nó không như những con trở của Nhật Bản ngày xưa. Mà ngày xưa các bạn đọc nó như thế này, ví đen này, cam đỏ vàng này, tím than ấy, các thứ là ví dụ đen không là một đỏ hai đấy thì nó dễ. Nhưng con trở của thằng Trung Quốc thì nó chơi khó, cái là nếu mà muốn sửa thì phải nghiên cứu, muốn đọc được thì phải nghiên cứu nhé. Đấy, thì mới đọc được nhé. Còn nếu bình thường anh em mà mới, nói thật sự là không đọc được bao nhiêu ca, bao nhiêu ôm. Còn những anh em chuyên sâu thì thông cảm và bỏ qua. Đấy, vì anh em đã được học từ đầu chẳng hạn. Mình thì mình cũng đã phân biệt được một số cái nhưng mà thực ra cũng không đi sâu vào đó. Thì hôm nay mình sửa cho khách hàng thì mình đã vẽ ra cái sơ đồ mạch của con UTC này. Và mình đã cũng đã ghi những tất cả những chỉ số của con trở từng chân một, xem nó là bao nhiêu, để khi mình kiểm tra cái nguồn này mình sẽ, nếu như nó chết, nó nổ đứt thì mình sẽ thay cho nó chính xác thì nó mới hoạt động được. Đấy. Thì hôm nay mình chia sẻ cho mọi người cái sơ đồ mình đã vẽ. Đấy. Thì anh em chuẩn bị xem cái sơ đồ mình chia sẻ thì tặng cho mình một like nhé. Tặng cho mình like để động viên tinh thần. Đây, mình lấy một cái mạch sơ đồ nó đây. Mình đã nhổ hết những con trở bong lên đây. Mình đo bằng đồng hồ số này. Độ chính xác là tới 99% rồi đấy. Ví dụ như con trở này nó là bao nhiêu này thì mình đo để mọi người xem, là mình ghi vào đấy nhá. Đây. Đấy, con này nó là 2,6 kilo, 2,5. Mọi người xem nhá, mình đã ghi rồi. Thì anh em ủng hộ mình một like nha. Và đây là cái sơ đồ mình đã dày công ngồi để ghi lại. Thì cái con IC này mình nói trước này, là mình nhiều con thì nó đánh ký hiệu là chân số 1, nó có một cái dấu chấm. Nhưng mà được những con này thì mình đo mấy vỉ thì chẳng cái chân nào nó đánh dấu chấm cả, nó chỉ đánh dấu một chiều của IC thôi. Thì mình để theo về hướng mặt của mình đây, thì mình lấy số theo chiều kim đồng hồ này, 1 2 3 4 5 6 7 8 thôi. Đấy. Thì đây cũng là chiều IC nhá mọi người nhá. Đấy cái khuyết đây. Thì sơ đồ mình đã vẽ hoàn chỉnh cho nó. Đây là con IC 3842. Còn con này là con 8N60. Đấy. Còn công suất nó, và đây là biến áp này. Thì mình những cái chân quan trọng. Đây như con này nó bị nổ nhá.
đây chẳng hạn nó nổ đây, mọi người những trở lại không biết thì buộc phải có sơ đồ để đối xứng, chứ nếu để độ chứ không có thì sẽ không làm được. Thì đây tôi nói ví dụ như là cái con trở 4,7 ôm như cái mạch này. Đấy. Nó dùng 4,7 ôm. Đây, vàng, tím, nhũ trắng. Ghi theo cách đọc của Nhật Bản nhé, quy định người ta sản xuất nhé. Đấy. Đa số những con trở Nhật ấy thì nó bị thì là 4,7 ôm 2W. Thì con này nó chỉ có cam cam trắng thôi thì nó có 3,3. Cái con này nó to thì cái nhìn không phải nhìn phải tìm hiểu nữa rồi. Thì mình đây 4,7 này. Thế nhưng những con này thì sao? Đấy. Những con này là những con khó đọc. Thì đây là cái sơ đồ để mọi người có thể chụp lại màn hình và vẽ lại và đối chiếu. Đấy, còn trên thực tế cái nguồn nó mình nhận được đây thì mình thấy nó nổ hai con trở đây, trở nối với con 3,3 ôm này, mình đặt lên xem nào. Đấy, thì con trở đấy nó ăn ăn vào chân 6. Của con IC chiều kim đồng hồ thì đây nó là 1/3 chân 3 của IC đây, nó là con 22 ôm chân 3 IC đây mình báo đồng và nó ăn trực tiếp tới cái chân G của con 8N60 này. Đấy. Thì từ đây mình có cái sơ đồ này rồi, mình đo chuẩn ở một cái bo sống rồi thì mình sẽ kiểm tra thấy con nào nó bị hỏng đứt thì cứ thế mình thay thôi. Đấy. Thì mình đã đo và đã nhấc một cái vỉ mạch mình trước mình sửa nhưng mà nó còn sống. Sự đã sửa thành công xong thì nó mình lại lấy nó ra và mình đo lại những chỉ số trở để nhằm mục đích để khi gặp cái nguồn nó nổ như thế này, nó bị cháy đen như thế này mọi người. Đấy. Thì mình có thể thay đúng chỉ số, nói chung là không cần phải đúng chính xác tuyệt đối, nó tương đương là ok rồi. Thì đây mình sẽ để cái sơ đồ thẳng để cho mọi người quan sát và có thể chụp lại màn hình rồi vẽ lại để có mỗi lần gặp sửa nó thì có thể biết được con linh kiện nào nó bị hỏng, bị cháy, bị đứt và thay sửa cho nó thành công. Trên đây mình vừa mới chia sẻ cho anh em và mọi người cái sơ đồ của con IC dao động UTC 3842. Đấy. Mọi người xem video thì mình nhắc lại một lần nữa, thật sự hay và ý nghĩa. Và để ủng hộ cho cái tinh thần của mình thì hãy tặng cho mình một like miễn phí. Và ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để ủng hộ. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Chúc mọi người thành công. Đấy. Ai chưa chụp thì chụp đây.